Kính chào mọi người, Cindy xin trân trọng kính chào mọi người đã đến với kênh Người Việt ở Mỹ về hưu. Và lời nói đầu tiên của New Year thì Cindy xin kính chúc cả nhà được một năm mới, vạn điều may mắn, hạnh phúc và luôn cho vui trong cuộc sống. Và có những ngày đầu năm thật sự hạnh phúc với gia đình, người thân và bạn bè trong cái dịp nghỉ lễ holiday. Thì đầu năm thì Cindy cũng có nhiều cái niềm vui đến trong cuộc sống mọi người. Cũng như là những ngày qua thì mọi người biết là Cindy dạo này đã có dâu, có con về thăm và có những cái ngày tháng hạnh phúc. Spend time cho con cái, nấu ăn cùng con, đi chơi cùng con. Và thêm người thêm của, đó là một cái phúc lớn mà bề trên đã ban tặng cho gia đình của Cindy. Thì thật sự mà nói, con dâu của Cindy cũng là con cái của một cái gia đình bình thường thôi mọi người. Không có đại gia, không có tiểu gia, không có giàu có gì, nhưng mà được cái là ngoan ngoãn. Và cái chính là gia đình rất là đạo đức, và bạn của Cindy nhiều năm, như là có tình yêu thương con của Cindy. Được nhìn các con tung tăng đùa giỡn với nhau và hạnh phúc thì bất làm cha làm mẹ rất là mãn nguyện. Bên cạnh đó thì Cindy cũng có một vài cái vấn đề cũng chia sẻ với cả nhà. Cái điều chia sẻ đầu tiên á là Cindy muốn chia sẻ về một cái sản phẩm. Thì thật sự ra đây không phải là Cindy mua bán hay gì, mà là trong những ngày cuối năm á mọi người, thì mọi người biết rằng không khí của Mỹ á, những ngày vào đông cuối năm thì nó rất là lạnh. Phải nói là cái ngăn đá tủ lạnh của mình sao thì mình ở trong đó vậy đó cả nhà. Thì thật sự là qua nhiều năm, many years thì đã ở Mỹ, thì tiếng là cũng đã hòa nhập được với cái thời tiết ở bên này. Nhưng thật sự sức chịu đựng của con người mình có hạn thôi, mà thời tiết thì nó vô hạn. Những cái mùa hè, mùa thu thì mình còn chịu đựng được với những cái allergy, dị ứng này kia. Nhưng mà tới mùa đông thì dứt khoát rằng là cái chuyện mà cái không khí lạnh nó quá lạnh á, và nó khô nữa, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái cơ thể của con người. Thì Cindy cũng không có ngoại lệ mọi người. Cindy cũng có một người bạn mách cho Cindy là sau khi tắm phải bôi lotion. Thì cái vấn đề này Cindy đã làm mấy chục năm nay rồi, nhưng mà cái mặt của Cindy thật sự mà nói á, thì khi mà Cindy làm YouTube hay là đi chơi đó mọi người, thì Cindy mới make up mà thôi. Còn ngoài ra vấn đề đi làm hoặc là đời sống bình thường, Cindy ít khi nào make up, và thậm chí là Cindy như một người đàn ông vậy đó, không có dưỡng da mà cũng không có sữa rửa mặt, không gì hết. Thì không biết là vì các cháu nó về, Cindy ăn lẩu seafood, hay là vì cái thời tiết nó quá khô hạn, nó làm cho cái da của Cindy á, khi mà Cindy nhìn nghiêng đó mọi người, nó có những cái vảy trắng nhỏ nhỏ. Và Cindy nghĩ rằng đó là bị cái ảnh hưởng của cái sự lạnh, da mình nó bị khô và nó bong tróc những cái tế bào ra. Thì đầu tiên Cindy cũng lười lắm mọi người, mặc kệ nó đi. Bởi vì Cindy nghĩ là mùa đông mà, đi ra ngoài đường thì trùm kín, rồi có những cái mình cũng không có né được cái khí hậu khô hạn á. Cho nên là Cindy chỉ tắm xong là bôi lotion giữ ẩm cho cơ thể. Cái vấn đề mà bôi lotion cho cơ thể nó có những cái tác dụng như thế này nè mọi người. Không phải là mình muốn cho cái cơ thể mình nó thơm tho mà mình xức lotion đâu. Mà cái lotion đó, thứ nhất đó, là nó giữ cho cái da của mình nó ẩm, nó mềm mại so với mùa đông. Đặc biệt là khi chúng ta bị quá khô thì nó tạo một cái vấn đề gọi là ngứa. Nó ngứa thì lotion đó, thay vì chúng ta cào gãi thì chúng ta có những cái vết thẹo, vết nứt lớn, thì chúng ta dùng lotion chúng ta thoa vô thì lập tức những cái vết thẹo, vết sần sùi của da đó, nó sẽ làm cho mình không có bị ngứa đó. Và lâu dần khi mà chúng ta xài lotion đó, nó có một cái điểm rất là lợi, là đặc biệt đối với người phụ nữ đó, là tự nhiên cái mùi hơn của cái cơ thể đó, là nó đi theo mình lúc nào không hay. Tự nhiên mình có một cái mùi da thịt nó đặc trưng lắm. Cho nên là Cindy khuyên mọi người, dù ở Việt Nam hay dù ở Mỹ, đặc biệt ở Việt Nam, khi mà mình tắm xong mình xức lotion, đầu tiên nó sẽ rất là nhớt mọi người. Bởi vì cái khí hậu của Việt Nam là khí hậu ẩm ướt, humid. Khi mà chúng ta xức lotion thì chúng ta có cảm giác như là nó rít 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 rít,
Nhưng mà mấy chị yên tâm đi, nghe lời xin thì sau một thời gian á, mọi người xài á, nếu mà cái động tác mà khi mọi người tắm xong lau khô mình, mọi người không sức lotion, mọi người cảm thấy làm gì nó thiếu thiếu một cái gì á. Thời gian đầu xin thì cũng bị y chang vậy đó mọi người. Nhưng mà xài riết rồi bây giờ cái động tác sau khi tắm xong là xin thì sức lotion. Thì lotion nó cũng giữ cho da dẻ của chị em phụ nữ mình tươi mát và nó chống được cái vấn đề lão hóa. Dĩ nhiên tuổi già thì chúng ta không thể nào giật lại được, nhưng mà ít ra thì cái da của mình nó cũng bị nhăn, nó không bị đồi mồi, nó không bị lão hóa hơn với những người mà không xài lotion. Đó là cái kinh nghiệm mà chị xin nghiệm muốn chia sẻ đầu tiên. Cái vấn đề của sinh lý gặp rắc rối thì nó cũng không lớn lao gì, mà bắt đầu nó ngứa mọi người. Nó ngứa cái gương mặt của sinh lý bắt đầu từ cái vùng này nè. Nó ngứa trước. Nó ngứa xong cái nó loang qua vùng cằm. Và nó loang lên tới đây là bắt đầu sinh lý thấy không xong rồi đó mọi người. Bởi vì cái trắng của sinh lý hậu đậu lắm. À, không có biết quý cơ thể. Mỗi lần mà sinh lý mà bị ngứa là sinh lý gãi cho chừng nào mà đã ngứa thì thôi. Nhưng mà khi mà nó đã ngứa lên tới cái vùng này của sinh lý rồi và hai cái đốm này nè mọi người, là bắt đầu xin đi lo. Bởi vì cái mắt đó là cái đại diện của mình, mà mình để giống như là mình cạo mà tư máu đồ ra là không được. Nhưng mà tới cái phút đó rồi bắt đầu nó ngứa, ngứa mà chịu không được, ngủ không được luôn đó mọi người. Thế là xin đi lì lắm, xin đi đứng lên. Tại vì ngày xưa ở xóm của xin đi có một chị bị phong đó mọi người. Chị gái mà mọi người biết là cái lớp thẹo này nó chưa lành thì nó đã thành cái lớp thẹo khác trên cơ thể, và chị đi đủ thứ hết mà không hết. Nhưng mà cuối cùng mà chị có một cái phương cách mình sẽ nhớ hoài, lúc nào trên tay chị ấy cũng có nửa trái chanh, tức là nó ngứa chỗ nào đó chị chà vô chỗ đó mọi người. Thì xin thì có hỏi chị là chị Hoa, chị làm như vậy á, có ở đây như có bà Như, bà có coi clip của tôi thì bà sẽ nhớ cái chị Hoa bán rượu trước nhà bà ha, biết bao nhiêu cái kỷ niệm ở ở Việt Nam hồi chúng mình còn nhỏ. Thì lúc nào mà chị thấy ngứa là chị cầm nửa chai chanh chị sát vô mọi người. Thì đầu tiên là cái cảm giác rất là rát, nhưng từ từ nó dịu xuống mà nó mất luôn. Thì cái cảm giác của Cindy lúc bây giờ là nó ngứa, Cindy chịu không nổi mọi người. Và Cindy thức dậy 2-3 giờ sáng á, cắt 2-3 miếng chanh Cindy chà lên mặt luôn. Mọi người coi Cindy lì không? Vì sao mà chanh nó giảm được cái vấn đề ngứa? Bởi vì trong chanh nó có chất axit mọi người. Và axit ngoài ra khi mà những cái thẹo của chị Hoa lâu ngày đó, sau khi mà Cindy thấy chị chà một thời gian thì cái thẹo cũ nó cũng biến mất luôn. Đó. Thì cái đó là cứu cánh tạm thời thôi, chứ còn cái mặt mà xin gì đâu có thể nào mà xài chanh theo cái kiểu đó được. Thì cứu cánh tạm thời là xin gì đứng lên mà cắt chanh rất lên những cái vùng mà xin gì đã cào trâu nó ra giả mang luôn mọi người. Thì sau đó xin gì mới hỏi bạn. À, thật sự có nhiều người khuyên xin gì là nên đi bác sĩ, nhưng mà xin gì nghĩ cái vấn đề của xin gì nó chưa là big problem, nó chỉ mới thôi. Thì nếu mà mình có những cái trick ở nhà hoặc là mình có kinh nghiệm của những người bạn á, thì mình hỏi thì biết đâu được, thì nó sẽ kinh nghiệm dân gian thì nó sẽ hết. Đến chừng nào mà mình cảm thấy 2-3 ngày một tuần mà nó không có hết thì lúc bây giờ mình hãy tới bác sĩ. Thật ra bác sĩ này ở Mỹ nó không phải như Việt Nam đâu. À, mình ở trong hẻm, ngoài đầu hẻm có cái văn phòng phòng mạch bác sĩ, mình bước ra cái mình vô mình lấy thẻ mình khám. Ở Mỹ này nếu mà không có đến nỗi mà sắp sửa chịu không nổi thì mình vô Ucare, còn giống như là quá sức chịu đựng thì mình đi vô emergency. Còn nếu không mà hẹn bác sĩ gia đình cả nhà khoảng 2 tuần mình mới gặp được, chứ không dễ gì gặp, nhất là trong cái thời buổi mà Covid này. Cho nên xin thì hỏi mấy người bạn, thì có một số mấy người bạn nói là cái dự đoán của mày cũng đúng thôi, có thể là một là mày ăn seafood, thì một trong những cái con seafood tôm hay mực hay sò gì đó thì mày ăn mày bị nó vào trong người mày bị dị ứng food. Còn nếu như mà không thì thời tiết lạnh nó cũng làm khô da mà cũng ngứa, thì thoa chanh như vậy thì cũng là liều mạng, nhưng mà đó là một cái cứu cánh kịp thời. Nhưng mà bây giờ nó có nhiều cách. Thì một bà chị ở Virginia quen với Cindy thì bà nói là em hãy thử lấy rượu trắng xong thử thêm. Thì Cindy ghi nhận cái điều đó, bởi vì Cindy biết có một số người mà bị gọi là bị nổi mấy cái mề đay cục 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 trên người đó mọi người, thì lấy rượu trắng sức thì nó cũng lặn đi, cái đó là Cindy biết. Nhưng mà Cindy chưa có thực hiện cái chuyện mà chị nói.
Nhưng mà Cindy nói chuyện với con dâu, thì con dâu của Cindy phải nói là bây giờ mọi người biết không, không có ai mà tài giỏi, thậm chí Cindy phải học con dâu của Cindy để làm mọi người biết. Thì lúc Kitty á, con bé dâu của Cindy nó tên Kitty, nó qua một ngày thì nó hỏi mom, nhà mom có sữa rửa mặt không, con đi qua Mỹ mà con quên cầm cái sữa rửa mặt con đi rồi. Thì Cindy cười ha ha mọi người, anh Cindy đâu có bao giờ Cindy xài sữa rửa mặt, Cindy đã thưa cả nhà Cindy như đàn ông vậy. Thì con bé nó mới nói vậy thôi để mà, thì Cindy mới nói ngày mai con nói hot boy á, nó đi nó chở con đi siêu thị mua đi. Thì con bé nó mua về, thì Cindy qua cái đó thì Cindy thấy rõ ràng cái thế hệ sau này á, của chúng ta đó, tụi nó rành rỏi mà tụi nó có điều kiện hơn mình rất là nhiều mọi người. Như thời của Cindy phải nói là giống như là lo phụ cùng cha mẹ kiếm ăn. Gia đình nào mà không có anh em nhiều thì còn đỡ, còn gia đình nào mà có anh em nhiều, mọi người thấy cái lo cơm áo gạo tiền cùng cha mẹ nó cũng đã vất vả rồi, chứ đừng nói gì tới mỹ phẩm quần áo này nọ. Nhưng mà bây giờ Xin Thì thấy con dâu của Xin Thì nó rất là hiện đại mà nó hiểu biết nhiều cái lắm mọi người. Thì Xin Thì có nói là với con dâu của Xin Thì là mom mấy bữa nay bị ngứa mặt vậy đó con, và thậm chí con gái của Xin Thì bây giờ á cũng là xài sữa rửa mặt kem dưỡng da đêm ngày tùm lum. Mỗi lần mà cháu về mà thăm Xin Thì nha mọi người, là để riêng cái toilet là chỉ bày nào là keo vuốt tóc rồi sữa rửa mặt rồi sữa dưỡng da dưỡng hen tai tùm lum la, trong khi mình rất là đơn giản. Thì cháu có nói là bây giờ mâm thử trước, thế là những cái ngày gần đây mâm đừng có ăn được seafood nữa, mâm ăn những cái thứ đồ ăn giống như là heo thôi hoặc là cá đồng thôi, chứ mâm đừng có ăn đồ biển. Thứ hai nữa là mâm pha nước chanh uống thiệt nhiều đi, thì vì chanh nó cũng là một cái loại detox cơ thể, ví dụ như mình độc tố hay là gì đó. Thì nhà Xin Đi á lúc nào cũng có chanh mọi người, và đồng thời Xin Đi có cái nước Scamberry. Thì Xin Đi nhắc đi nhắc lại mọi người, cái nước Scamberry, trái Scamberry là trái Việt Quốc của Việt Nam mình á, là một trong những cái nước uống mà nó detox cơ thể, nó đem những cái độc tố ra khỏi cơ thể, và đặc biệt đối với phụ nữ. Ngày xưa Xin Đi có một người chủ tiệm sáng nào cũng ăn da ua, mà da ua flan á, da ua trắng á mọi người, và bỏ vào đó hai muỗng Scamberry khô á. Cổ ăn và cổ nói với Cindy là nếu mình là phụ nữ mình thường xuyên ăn cái này mỗi ngày để dứt khoát về vấn đề mà phụ khoa của mình là không có một cái chuyện gì problem, tức là mình không viêm nhiễm không này kia. Và Cindy thấy cái điều đó đúng mọi người, nó trị cái vấn đề mà viêm bàng quang để đi tiểu gắt rất là hay. Thì Xin Thị liên tục mấy ngày uống nước đó với nước chanh. Đồng thời thì Xin Thị có được một cái sữa rửa mặt. Cái sữa rửa mặt này là hiệu của Cetaphil mọi người. Thì mọi người ở Mỹ này không lạ gì cái hiệu Cetaphil. Đánh vần của nó là Xin Thị xin được đánh vần theo chữ Việt Nam nha. C-E-T-A-P-P phở các mọi người. H-I-N-L. Cetaphil là một trong những cái nhãn hàng mà được lotion cũng như là những mặt hàng mỹ phẩm mà được bác sĩ ở Mỹ khuyên dùng đó. Thì cháu cho đưa cho Xin Thì một cái dung dịch rửa mặt này. Thì cháu nói đây là một cái dung dịch mà nó trị về cho sensitive, tức là bị mẫn cảm á, sensitive skin và daily facial lingerie. Thì mong dùng thử coi. Thì khi mà Xin Thì xài cái này đó mọi người, cảm giác nó mát và nó mịn, nó êm dịu cái mặt liền. Và Xin Thì thấy nó work. Thì Xin Thì thấy là con bé nó đưa cái này cho Xin Thì rất rất là được. Cho nên là bây giờ mà mấy chị em nào mà bị lạnh, bị khô da mặt đó, mà bị ngứa như Xin Thì thì nên tìm cái hiệu này nha. Cái hiệu này là ở trong Costco bán rất là nhiều, ở Walmart, ở Walgreens, ở Target, nói chung ở những chợ Mỹ đều có bán hết mọi người. Và nó là một cái hàng mà gọi là một cái tên hiệu mà được đứng đầu trong các cái lotion. Nó có nhiều sản phẩm lắm mọi người, xà bông, sữa tắm, nước rửa mặt và lotion. Lotion của nó đặc biệt là tốt nha. Xin Thì xài lotion của nó mười mấy năm nay, da rất mềm, rất mịn.
Và đặc biệt đó là nó không có bị mẫn cảm đối với những người mà da sensitive, nó không có mùi, nó trong, nó trắng, xài rất là ok. Thì Cindy xài body là chuyên môn xài của cái thằng Cetaphil này. Đây, cái hũ này ở trong Costco ngày xưa cứ một cặp cộng với một cái hũ nhỏ này có 14, 15 đồng thôi. Còn bây giờ nó lên giá rồi thì Cindy không biết nó bao nhiêu. Nhưng mà mọi người mua ở trong Costco nó rất là rẻ. Mua ở ngoài á, người ta bà xé lẻ là người ta bán một hũ á, bằng tiền hai hũ trong Costco. Và Cindy cũng đã được một cái cô em ở bên Việt Nam, da của cứng như da trâu vậy đó, mình xin lỗi nha, cô xài rất là nhiều loại lotion, nhưng sau đó thì xin hỏi em muốn quà gì thì chị cho, thì cô nói là em không cần gì, cái gì em cũng có, chị về Việt Nam chị mua cho em một cặp lotion Cetaphil này, và cô rất là thích và cô nói là rất là work. Thì bên cạnh đó xin đi rửa mặt xong á thì xin chị xài Vaseline mọi người. Thì cái Vaseline này ở bên Mỹ này bán rẻ lắm, ở trong chợ nó bán hũ có 5 bạc bự vậy nha mọi người. Thì Cindy nhận thấy á, Cindy là một người làm về vấn đề skin care, thì cái Vaseline này Cindy sử dụng rất là nhiều trong cái trong shop của Cindy. Nó có nhiều cái rất là hay mọi người, và bây giờ bị dị ứng da và Cindy đã sử dụng nó. Và thú thật là sau 2-3 ngày khi mà rửa mặt Cetaphil cộng với lại bôi Vaseline đi ngủ, thì đến nay là da của Cindy hoàn toàn hết ngứa. Đó là một kết quả rất là mừng, mừng cho một người phụ nữ mà da mẫn cảm, da bị ngứa đâu là mệt lắm. Và năm nay thì Cindy cũng là hàng 50 mấy rồi mọi người, cho nên là Cindy nghĩ là Cindy đã giữ được cái da thế mức này, thì Cindy cũng muốn chia sẻ tới mấy chị em mình. Thì Vaseline á, sẵn hôm nay nói về vấn đề mà dị ứng da của Cindy trong những ngày qua sau khi mình xài Cetaphil và Vaseline, thì Cindy muốn nói một chút xíu về cái tầm quan trọng của Vaseline trong đời sống của mình. Có thể rất là nhiều người biết nhưng mà cũng rất là nhiều người không biết về vấn đề này, thì sẵn đây xin chị cũng nói luôn. Vaseline nó là một loại, phải mình dùng sáp đi ha, một loại sáp mà nó có nhiều cái ứng dụng rất là good trong cái đời sống hàng ngày của mình. Nó có thể trị được nhức môi nè mọi người. Mùa đông ở bên Mỹ này đó thường khô quá, và chúng ta hay bị một cái thói quen là trời lạnh ít uống nước, và cái vấn đề ít uống nước đó cộng với không khí lạnh nó dẫn tới môi của chúng ta bị nứt nẻ, hoặc là chúng ta đánh những cái loại son không tốt của chúng nè. Thì thay vì chúng ta phải chạy vào trong tiệm mỹ phẩm, chúng ta kiếm cho được một cái loại nó gọi là lipstick của mình, lip để bôi nè, thì nó cũng work. Thay vì là nó trơn giống như là Vaseline thì nó có cái mùi bạc hà, mùi dâu, mùi nho, nhưng mà mình sẵn ở nhà mình có cái gì thì mình xài cái đó, thì một trong những cái mà giúp cho môi của chúng ta hết nứt đó là Vaseline. Và Cindy cũng vài lần bị môi nứt như vậy mọi người, và gót chân cũng vậy nha. Gót chân chúng ta mà ban ngày mà chúng ta đi chân không nhiều quá, hoặc là chúng ta đi dép nó không đúng size, nó lòi ra khúc đó, và cái cân nặng cơ thể của chúng ta cũng nặng quá, lâu ngày nó sẽ làm biến thành cái nứt nẻ ở chân á. Thì mọi người lấy Vaseline thoa vào và lấy 35 buộc chân lại và đi ngủ. Xin thì bảo đảm với mọi người là khoảng chừng một tuần sau mọi người thấy cái sự biến đổi của cái gót chân nó rất là rõ rệt, nó mềm, nó mịn mà nó không có bị nứt nữa. Da môi của cái môi của chúng ta nó cũng không bị nứt. Thứ hai nữa nó là có thể nhiều người không biết Vaseline là một trong những cái kem dưỡng da tốt nhất đó mọi người. Thường thì chúng ta phải mua những cái bộ mỹ phẩm mấy trăm đô dưỡng ngày, serum dưỡng đêm vân vân, phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó chịu được cái sticky nhất nhất nhờn nhờn của thằng Vaseline này nè mọi người, chúng ta bôi lên hàng đêm thì bảo đảm với mọi người là nó cũng chống nhăn và nó chống lão hóa nữa. Một cái mà nó thường xuyên đi theo cái cuộc sống của Cindy đó là Cindy wax eyebrow, wax face, wax body, tức là remove hair đó mọi người. Bao giờ cái động tác cuối cùng của Cindy trước khi cho khách hàng đi là Cindy cũng bỏ lên đó một lớp Vaseline. Thì mọi người biết không, Vaseline nó chống phỏng hay lắm mọi người.
nó nhiều khi mình dùng cái que quát á, mình nhỏ cho khách hàng mà cái nhiệt độ nó hơi cao quá thì nó lấy đi một cái lớp mỏng da. Thì nếu như mà chúng ta không có bôi cái lớp Vaseline lên để phòng ngừa chống bị phỏng bị bên đó, thì về nhà khách ở chỗ đó cái da nó bị khô và nó bị nám, khách nó sẽ tới mắng vốn mình. Và nếu để tránh cái tình trạng mà bị mắng vốn như vậy đó, thì xin chị luôn luôn là trước khi xin chị lấy tiền khách cho đi là xin chị quát phay thì bôi hết nguyên cái mặt Vaseline. Nhỏ lông mày thì bôi ở phía dưới này nè, mọi người bên trên này nè, cũng như ở đây, để giữ cho chắc chắn rằng mình không làm bị khách hàng bị phỏng, để mà nó không quay lại nó làm phiền mình. Ngoài ra thì những người mà những cái đuôi tóc như nè mọi người, thì thường khi mà mình nhuộm, mình sấy, mình sử dụng nhiệt cao quá thì nó bị chẻ ngọn. Thì nếu mà như mọi người á, lấy một số Vaseline á, bỏ lên trên cái những cái ngọn tóc này nè, là vuốt nó, massage nó và để nó trên đó chừng nửa ngày, hay là chúng ta có thể làm lơ nó đi trước khi mà chúng ta gội đầu, thì chúng ta xả tóc và cái hiện tượng này nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều mọi người. Ngoài ra mà ai mà móng tay móng chân yếu á, thì chúng ta lấy một cái lượng Vaseline á, chúng ta ngồi coi tivi nè, thì khách hay hỏi Cindy lắm là tay tao nó bị yếu bị mỏng quá, là mày là có các cách nào không, thì Cindy nói là dễ thôi, thì mày về nhà mày đừng có sơn tay móng chân, mày tại chân yếu thì để người ta tự nhiên vậy đi, rồi khi mà mình ngồi mình coi tivi á, mình coi tivi á, thì mày lấy một cái lượng Vaseline mày thoa lên những cái ngón tay này, mình massage nó, thì trong một thời gian ngắn thì cái móng tay móng chân mình sẽ trở lại mạnh mẽ. Thì khách cảm ơn xin gì rất là nhiều, tại vì sau này khi người ta trở lại thì rõ ràng cái kết quả nó hữu dụng mọi người. Cộng thêm nữa mà không biết báo với mọi người sao chiếc body của Cindy ấy, xịt dầu thơm tại là nghe hết á, nhưng mà đi hỏi cái tự nhiên Cindy cảm thấy là làm như cái mùi dầu thơm nó không còn vương trên người của Cindy nữa, bởi vì Cindy là một cái người phụ nữ nhưng mà lại thích xài dầu thơm của đàn ông, bởi vì dầu thơm của đàn ông nó rất là mạnh và nó rất là strong. Thì nếu như mà chúng ta muốn giữ được cái mùi thơm trên trên body của chúng ta bằng dầu thơm lâu thì trước khi mà chúng ta xịt vào những cái vùng phía sau tay nè, hai cái cổ tay này nè, rồi ót này nọ, thì chúng ta thoa vào đó một ít Vaseline và chúng ta xịt dầu thơm vào đó, thì cái mùi nước hoa nó sẽ giữ trên cái cơ thể của chúng ta lâu hơn là chúng ta xịt thẳng vào trong da thịt của mình. Và xin thì đã thử cái điều này và cái kết quả là đúng như vậy nha mọi người. Ngoài ra Vaseline nó còn nhiều cái công dụng lắm, chẳng hạn như xin thì thấy khách của xin thì vào tiệm mà nó ham làm móng mà nó bỏ con, nó thường ở Mỹ này, bây giờ Việt Nam mình cũng có rồi mọi người. Các con bây giờ phải đeo tả, hồi thời xin thì đẻ hot boy với bé gái thì làm gì có tả giấy. Con đi tới đâu thì dọn tới đó, nhưng mà bây giờ nó tiện lợi cho các mẹ là nó là có tá giấy như một cái quần vậy đó. Mình có thể bận cho con, nó đái trong đó rồi nó đi cầu trong đó rồi mình thay. Nhưng mà có nhiều cái đứa mà nó tới tiệm của Cindy với mọi người, nó ham làm móng, nó để cho con nó đái đầy trong quần hoặc là đi cầu đầy trong quần, sau đó nó hâm hai bên háng luôn. Thì khi mà đứa nhỏ nó chịu không nổi nó khóc đó, thì điện mới đem đi chùi rửa cho chú bé. Mà cái này là một cái mà Cindy rất là bực mình khi mà Cindy đi làm cho khách, có nhiều khách đó nó đẻ con ra nó thấy cái chuyện con nó khóc và đi cầu đi 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 đi, đi tiểu ở trong cái giấy ngặt ngụa thì mình không thay, tội nghiệp đứa nhỏ nó khó chịu lắm. Thì sau khi mà nó đem đi thay thì Cindy thấy nó có một cái ống nhỏ nhỏ như nè, rồi nó trét ở bên những cái vùng bẹn háng, rồi mấy đứa nhỏ nó thì hỏi mày làm gì, nó nói cái này là Vaseline, nó tránh những cái trường hợp giống như là bị hâm tả mấy đứa nhỏ. Ngoài ra thì nó còn nhiều cái là mọi người, nó cũng như sáp ong vậy, nhiều khi giày dép của mình đó nó không được sáng bóng mà, thì chúng ta lấy ít Vaseline chúng ta chà đi thì nó cũng làm sáng bóng lại giày túi xách. Và đặc biệt cái dây kéo mà mình cảm thấy mình kéo mà nó bị rít, nó bị cực 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 á, mình lấy mình trét vô đó, thay vì mình đi kiếm
Cây đèn cầy á, nhiều khi trong nhà mình không có cây đèn cầy thì mình lấy cái vaseline đó mình trát một ít và mình lấy giấy mình chùi đi, và khi mình kéo dây kéo á thì nó cũng trở lại smooth ngon lành bình thường. Rồi nó có những cái giống như là trong ngành tắm trắng dưỡng da thì vaseline nó cũng là một trong những cái chất mà giúp cho da, nói chung là nó làm đẹp cho con người của chúng ta rất là nhiều, nó rất là hữu dụng, và đặc biệt là trong những cái thời gian mà da dẻ mùa đông chúng ta bị nứt, bị ngứa, bị khó chịu thì chắc chắn là Cindy đã sử dụng rồi mọi người. Thì khi mà lúc đầu chúng ta xài chúng ta khó chịu lắm, tại vì nó sticky, nó nhờn nhờn nhớt nhớt, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng thường xuyên thì nó trở lên là một trong những sản phẩm mà trợ giúp sắc đẹp của con người cũng như là phụ nữ nói riêng. Thì hôm nay thì Cindy có một cái chút problem về vấn đề da như vậy, và rất may là sau 3 ngày thì hôm nay hoàn toàn đã hết, và Cindy muốn chia sẻ lại cái kinh nghiệm về da. Giống như cái hũ Cetaphil này là mọi người, ở trong nó là màu trắng đó, nhưng mà khi thoa lên da nó là màu trắng trong. Thì Cindy đã xài gần, thật ra Cindy xài lotion ở Việt Nam đã nhiều năm và khi qua Mỹ nó cũng là 20 năm. Cindy xài rất nhiều lotion, nhưng đây là một trong những cái lotion mà rẻ tiền nhất, hợp túi tiền mà nó work nhất. Nên là Cindy là một người là ở kênh chia sẻ, thì bản thân Cindy đã được những cái gì tốt thì Cindy sẽ đem cái chia sẻ đó đến cho mọi người, để mà mọi người chúng ta cùng sử dụng, cũng như là cái công dụng tuyệt vời của cái anh Vaseline, vừa rẻ vừa đẹp vừa bền, đúng với lại cái thông điệp của người Việt Nam mình. Và chia sẻ của Cindy về cái đề tài lotion và Vaseline trong những cái ngày mà Cindy gặp rắc rối tới đây nó cũng tương đối đầy đủ. Hy vọng rằng sau khi mà tất cả các chị em cũng như mọi người trong gia đình xem được cái clip của chúng ta, thì có dịp chúng ta đi vào chợ bất kỳ ở đâu chúng ta thấy một cái hũ Vaseline thì chúng ta nên mua để trong cái tủ thuốc của gia đình của mình, để đôi khi mà chúng ta chiên con cá nó bị dăng, nó bị phỏng, hoặc là chúng ta làm một cái gì đó mà nó tổn thương tới da thì chúng ta có thể sử dụng nó một cách kịp thời để mà phòng chống những cái phẩm này kia nọ của cái cơ thể, cũng như là xin được biết được một cái mẹo khi mà chúng ta bị phỏng á, chúng ta có thể lấy cái lòng trắng trứng gà. Khi mà phỏng á, mọi người chúng ta để cái vết thương ở dưới vòi nước lạnh và chúng ta xả một thời gian khoảng 5 phút, sau đó chúng ta thấm khô và chúng ta đập một cái trứng, một trứng gà, hai trứng gà tùy theo cái vết thương bỏng của mình lớn nhỏ. Và chúng ta lấy cái lòng trắng thôi nha, và chúng thoa thoa rất là nhiều lớp vào đó. Một lần xin gì bị ở ở đâu bây giờ mất tiêu cái thẹo luôn mọi người, rất là bự, một mảng rất là bự nha. Xin gì nấu ăn và xin gì thay vì mở nắp nồi hướng về cái hướng này để nó phả ra ngoài cái hơi thì xin gì quên, nó xin gì mở vào trong thì nó hình như là cái tay này nó bên xin đi một miếng to ở đây nè mọi người đó. Và xin đi đã lấy lòng trắng trứng gà đó, đập lòng trắng trứng gà như là thoa thoa kia hết cái lòng trắng luôn, thoa lớp này qua lớp kia qua lớp nọ. Thì mọi người biết sao, trong cái lòng trắng trứng gà nó có cái chất collagen, thì cái chất đó là cái chất mà nó rất là tốt cho da. Và mọi người biết không, dĩ nhiên là nó cũng bên cũng rát cũng đau, nhưng mà khi nó lành nhanh hơn. Và mọi người thấy không, bây giờ cái thẹo đó không còn nữa. Đến nỗi mà thì con không nhớ thì bị cái tay nào đó, thì đó là một trong những cái mẹo vặt vãnh trong cái đời sống mà Cindy đã từng gặp rồi. Thì dĩ nhiên phỏng lớn thì chúng ta phải đưa bệnh viện, nhưng mà chúng ta có những cái sơ chế kịp thời đó thì nó không dẫn tới cái tình trạng mà da chúng ta bị quéo, bị này bị kia, và sau này cái phục hồi lại nó cũng nhanh nữa cả nhà. Và lời nói đầu năm Cindy kính chúc mọi người an lành hạnh phúc một lần nữa, và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. I love you. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những cái video kỳ sau. Bye bye.